Một người phụ nữ buồn bã khóc hết nước mắt vì vừa mất đi một người thân thiết, người chồng như sát muối vào tim cô gái, gửi đến đơn ly hôn ngay trước đám tang. Nhìn thấy người chồng trở nên lạnh lùng đến vậy, người phụ nữ lại càng thêm đau khổ. Để bảo vệ đứa con trong bụng mình được an toàn, cô ấy đã giấu chuyện mình đang mang thai. Cô gái không ngần ngại mà ký ngay tại chỗ. Một năm sau, cô gái đã sinh ra một cặp song sinh, trong đó cô bé mới sinh bị mắc một căn bệnh đòi hỏi phải chi trả một khoản tiền điều trị đắt đỏ. Người phụ nữ trong túi tiền ít ỏi, không còn cách nào khác, buộc phải viết số điện thoại của người chồng cũ để ủy thác giao con gái cho người chồng cũ chữa trị, để tránh sự quấy rối từ người chồng cũ, và cũng xin bác sĩ cấp giấy chứng tử trong trường hợp xấu nhất. 5 năm sau, sau một thời gian dày công, người phụ nữ đã trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng và đã chữa trị được vết sẹo trên mặt. Mà vết sẹo trên mặt của cô chính là do cô em gái mưu mô gây ra. Em gái mưu mô đã tấn công để tranh giành chồng của cô, còn âm mưu giết mẹ chồng của cô và đâm chết chồng của cô. Nhưng tất cả các lỗi lầm đều đã bị người em gái đổ lên đầu cô, cuối cùng dẫn đến cuộc ly hôn giữa cô và chồng. Tình cờ, ngay khi ra khỏi sân bay, người chồng cũ đang ôm con gái đi ngang qua, bóng dáng quen thuộc khiến người đàn ông chăm chú nhìn cô gái và bị đứa con gái nghịch ngợm trách mắng. Ba đang ôm con gái dễ thương như vậy mà vẫn nhìn các cô gái khác à? Ba làm gì có đâu, mắt của con nhìn thấy ba chăm chú nhìn cô ấy mà. Và người phụ nữ quay trở lại lần này là do được công ty ủy thác để thiết kế bộ nhẫn cưới cao cấp cho khách hàng. Ngay khi đến cửa thang máy, một cô bé dễ thương đã ôm chặt chân của cô và gọi mẹ. Người phụ nữ nhìn vào đứa bé ngoan ngoãn này và nó giống hệt ảnh của đứa con gái trước kia của cô. Cô chưa kịp hỏi chuyện, đứa bé đã bị người giữ trẻ đưa đi. Cô sợ rằng người chồng cũ có thể ở gần nên đã nhanh chóng che kín mặt và bỏ chạy, đội một chiếc kính râm và khẩu trang. Không ngờ khi quẹo góc, cô gặp lại người em gái mưu mô đã hại cô trước đây. Hóa ra, khách hàng mà công ty giao cho cô để thiết kế nhẫn cưới chính là người chồng cũ của cô và người em gái đầy mưu mô. Cô đã nhanh chóng chạy trốn khỏi đó. Chồng cũ và người em gái mưu mô tức giận vì đã bị cô cho leo cây. Vào lúc đó, con gái của người đàn ông bước vào khóc lóc. Bố, có chuyện gì xảy ra vậy? Tiểu thư đang chơi bóng ở dưới. Tôi không biết tại sao tiểu thư lại như vậy. Bố, bố, con thấy mẹ vẫn còn sống. Con gái, đừng nói linh tinh nữa. Mẹ con đã mất cách đây 4 năm rồi. Hạ Tiểu Nghi, mặc dù em đã cứu sống em gái tôi, nhưng sao em dám nói chuyện với Tây Tây như vậy chứ? Này anh, em không có ý đó. Tây Tây, bây giờ ba sẽ đưa con đi tìm mẹ nhé. Nào đi thôi, chúng ta cùng nhau đi tìm mẹ nào. Dạ vâng thưa bố. Đứa trẻ đáng ghét, sớm muộn gì mày cũng biết tay tao thôi. Con nhớ mẹ lắm, con muốn mẹ ở bên cạnh ngủ với con. Chẳng phải bố ở bên cạnh ngủ với con không tốt hơn sao? Tất nhiên là tốt rồi. Nhưng con nghe họ nói, bố sắp cưới vợ và ở bên người khác. Sau khi bố cưới vợ, bố sẽ ngủ với người khác. Nghe lời con gái, người đàn ông ngay lập tức sai người đi điều tra những việc con gái vừa nói, xem ai là người đã tiêm nhiễm những thứ đó vào đầu cô bé. Sau đó, anh đưa con gái ra ngoài. Kết quả, con gái của anh đã nhận ra người phụ nữ trên chiếc xe chính là người mẹ mà cô bé đã nhìn trong ảnh. Trong khi đó, chủ tịch cũng cảm thấy người phụ nữ này rất giống với người vợ xấu xí đã mất tích của anh ta. Anh đã nhanh chóng sai người của mình đi kiểm tra biển số xe. Khi về đến nhà, người phụ nữ nhanh chóng thu dọn hành lý và chuẩn bị bỏ trốn. Hóa ra cô gái lo sợ nếu người chồng cũ và người em gái mưu mô biết cô chưa chết và nắm giữ trong tay đứa con của mình, có thể sẽ gây hại cho cô, bao gồm cả việc họ có thể cướp đi đứa con của cô. Nhưng người bạn thân nhất của cô đã thuyết phục rằng diện mạo bây giờ của cô đã khác xưa rồi và cô gái xấu xí của năm xưa đã chết cách đây 4 năm rồi. Hơn nữa, lúc đó cậu còn đeo khẩu trang, nếu cậu bất ngờ rời đi sẽ khiến họ nghi ngờ. Trong khi đó, dựa trên manh mối, người đàn ông đã tìm được địa điểm của cô ở. Khi anh đang chuẩn bị gõ cửa, anh nhận được một cuộc điện thoại từ cấp dưới. Xin chào chủ tịch, chiếc xe đó là của cô Giang, chỉ có điều người xuống xe không phải là cô ấy. Đó là người thợ thiết kế nhẫn cưới mà anh đã hẹn trước đó, Triệu Thần. Cậu không nghĩ điều này trùng hợp quá không? Chủ tịch, ý anh là gì? Anh nghĩ cô ấy vẫn còn sống sao? Hãy điều tra thật kỹ cô gái này cho tôi, có bất cứ thông tin gì hãy báo cáo cho tôi. Dạ vâng. Dám lừa dối tôi trong suốt 4 năm sao? Hạ Vạn Thanh, cô thật dũng cảm. Ngày hôm sau, sáng sớm, người phụ nữ nhận được một cuộc điện thoại từ người bạn thân. Người bạn thân bận việc nên không có thời gian, vậy nên đã nhờ cô giúp chọn một món đồ chơi cho cậu nhóc nhà mình. Người phụ nữ dễ dàng đồng ý. Cuối cùng người phụ nữ cũng cảm thấy được sự mệt mỏi khi chọn đồ chơi cho cậu bé. Họ đã cùng nhau đến một trung tâm mua sắm, nhưng khi vừa đến trung tâm thương mại, cô đã bị đau bụng và phải chạy vào nhà vệ sinh. Cậu bé chán nản nên đã chạy đi chơi trò chơi điện tử. Lúc này, chủ tịch cũng đến trung tâm mua sắm với con gái của mình. Khi con gái kéo tay anh đến khu vực trò chơi điện tử, vào lúc đó, hai anh em sinh đôi lần đầu tiên được gặp nhau kể từ khi sinh ra. Họ đã chơi cùng nhau rất vui vẻ. Tuy nhiên, cậu bé lo sợ rằng mẹ sẽ lo lắng nên muốn quay lại chỗ cũ đợi mẹ. Trong lúc chạy về, cậu đã vô tình va vào cô bé. Anh ơi đợi em sợ quá. Anh ơi em thích anh nhiều lắm, chúng ta cùng chơi được không? Em chỉ khóc khi anh phớt lờ em thôi. Đừng khóc nữa, xin đừng khóc nữa, anh rất sợ khi thấy con gái khóc. Đừng khóc nữa nhé. Nhưng mẹ anh đang đợi, anh phải đi trước đây. Ôi, em ngưỡng mộ anh quá, anh có mẹ sao? Mọi người ai cũng đều có mẹ mà, em không có mẹ sao?
Chủ tịch nghe thấy cuộc trò chuyện của hai đứa trẻ và phát hiện rằng người phụ nữ đã vào nhà vệ sinh. Anh tìm đường đến đó. Cuối cùng, anh thấy cô ở trước bồn rửa. Vậy là anh đã gặp lại người vợ cũ sau 4 năm. Nhưng diện mạo của người phụ nữ khiến anh không thể xác định. Ký ức về người vợ đã qua đời cứ như một cảnh phim trôi qua trong tâm trí anh. Dì ơi, đây là món quà con tặng cho dì. Cô đừng mơ mà bước vào nhà tôi. Mẹ của anh có vẻ không thích em. Vạn Thanh, em đừng khóc nữa. Người anh muốn cưới là em. Không ai có thể ngăn cản được điều đó. Tránh ra. Anh ấy là của tôi, sao chị dám tranh giành với tôi chứ? Hắc Diễn, em làm gì vậy? Anh à, anh vì cô ấy mà đối xử với em như vậy sao? Chị đưa tôi đi đâu vậy? Chị đã chuẩn bị bất ngờ này cho em cả tháng nay rồi. Em chắc chắn sẽ thích nó. Ký đi. Không thể nào. Trừ khi tôi nhìn thấy hồ sơ của cô ấy. Còn không, tôi không thể tin lời cô nói được. Vậy thì anh ra nghĩa trang của cô ấy mà kiểm tra. Vạn Thanh, em hãy quay về với anh đi. Chủ tịch, chúng ta đi thôi. Vạn Thanh, chủ tịch. Lâu rồi không gặp em. Vạn Thanh, anh nhớ em rất nhiều. Anh thật sự rất nhớ em. Xin lỗi anh nhận nhầm người rồi. Xin hãy buông tôi ra, chỉ một chút thôi. Hãy để anh ôm em thêm một chút nữa thôi được không? Anh xin em. Quả nhiên là em. Hạ Vạn Thanh. Trông em có vẻ đã thay đổi một chút, nhưng đôi mắt của em, anh không thể nhầm lẫn được. Và mùi hương của em, anh sẽ không bao giờ quên được. Xin lỗi, xin anh hãy tôn trọng tôi. Xin lỗi, cô gái. Tôi đã nhận nhầm người. Cô giống người vợ cũ của tôi quá. Chỉ là cô ấy đã chết. Cô gái, có thể cho tôi biết tên của cô là gì được không? Tôi chỉ là một nhà thiết kế đã đặc biệt bay từ châu Âu về đây. Tại sao cô lại phá vỡ hợp đồng? Tại sao cô lại tránh mặt tôi? Trốn tránh anh sao? Có vẻ chủ tịch đây tự đề cao mình quá rồi. Số tiền bồi thường hợp đồng này tôi sẽ thanh toán. Tôi nghĩ, việc hợp tác lần này sẽ kết thúc tại đây. Kết thúc sao? Cô nói kết thúc thì nó sẽ kết thúc sao? Cô nghĩ mình là ai chứ? Bố. Con gái. Chị Vạn Thanh. Mẹ. Bố ơi, bố thật tuyệt vời. Bố nói rằng chúng ta chơi trò chơi thì mẹ sẽ hiện ra. Mẹ thật sự đã xuất hiện rồi này. Mẹ ơi, mẹ đến gặp con phải không? Con còn có một người anh trai nữa đấy. Con không nhìn nhầm đâu. Đây chính là người mẹ trong ảnh của con. Bố thường khóc khi nhớ về mẹ mà. Mẹ ơi, mẹ không thích Tây Tây sao? Tây Tây hứa sau này sẽ ngoan ngoãn hơn. Tôi đi trước, Hạ Vạn Thanh. Liệu một lần này cô có biến mất không tung tích không? Cô định rời xa con mình một lần nữa sao? Bố đừng mắng mẹ như vậy, mẹ sẽ trở về với chúng ta mà. Mẹ à, mẹ đừng ghét Tây Tây nữa. Con yêu, mẹ xin lỗi. Làm sao mẹ có thể không thích con được chứ? Mẹ đã nhớ con đến mức điên đảo. Nhưng mà mẹ xin lỗi. Bố, mẹ không thích Tây Tây sao? Tây Tây, không ai là không thích con cả. Ngay cả cô ấy cũng không thể. Vậy tại sao mẹ lại không muốn con? Con yên tâm. Mẹ sẽ trở lại bên chúng ta sớm thôi. Anh trai. Mẹ à, mẹ làm sao vậy? Mẹ chỉ lo lắng cho con thôi. Suýt chút nữa mẹ tưởng lạc mất con rồi. Mẹ ơi, con đã 4 tuổi rồi. Đừng coi con như đứa trẻ bé bỏng nữa. Được rồi, mẹ biết rồi.
Sao chú này nhìn giống mình quá vậy? Em gái này cũng giống mẹ nữa. Có chuyện gì vậy con? Không có gì đâu mẹ. Bố ơi, hôm nay con đã gặp một cậu bé, anh ấy trông rất giống bố. Giống bố sao? Thật hiếm có ai đẹp trai được như bố. Con có chắc là mình không nhìn nhầm không? Bố chỉ trêu con thôi, con sẽ không nói cho bố biết đâu. Có chuyện gì xảy ra hôm nay vậy Triệu Thần, chủ tịch? Hôm nay thật sự có một đứa trẻ giống hệt anh. Nói đi, tuổi của cậu bé cũng ngang với tiểu thư nhà chúng ta. Tớ đang suy nghĩ liệu có thể lúc trước, vợ anh, chị ấy có phải đã mang thai đôi không? Quay đầu xe, nhanh! Chủ tịch, hệ thống giám sát của chúng ta vừa nâng cấp vào ngày hôm nay, nâng cấp mất bao lâu, thậm chí khi nâng cấp xong, chúng ta cũng không thể khôi phục được dữ liệu của quá khứ đâu ạ. Chúng ta sẽ không tìm được hình ảnh trước đó đâu ạ. Alo, cửa hàng Hoa Tấn là thuộc sở hữu của Sưu Tầm Group phải không? Đúng vậy, đó là dự án của tôi. Giúp tôi một việc. Tất nhiên, tôi sẽ sẵn sàng phục vụ cô rồi, đó là vinh dự của tôi. Triệu Thần, đến nhà của Giang Thế Sơ ngay bây giờ. Tại sao chủ tịch? Hạ Vạn Thanh, cô ấy thông minh hơn trước nhiều rồi, nhưng thông minh đến mấy cũng bị tôi nhìn ra thôi. Ý anh là gì? Cậu không thấy hệ thống giám sát này có vẻ quá hoàn hảo sao? Anh nghĩ rằng việc này là do phu nhân làm sao? Alo, chủ tịch, phu nhân, sao vậy? Có chuyện gì không ổn à? Sáng nay, có người gọi điện thoại và nói rằng người thân trong gia đình Hạ Vạn Thanh đã biến mất. Đóng cửa sân bay lại cho tôi sẽ đến đó ngay. Liệu chú ấy có phải là cha mình không? Tôi đã kiểm tra hồ sơ mua vé trong vòng một tuần, nhưng không thấy tên Hạ Vạn Thanh xuất hiện. Hãy kiểm tra kỹ càng giúp tôi. Dạ vâng, nhưng cô ấy đã gặp tiểu thư rồi. Có lẽ cô ấy không lỡ giỏi đi đâu. Cậu không biết được cô ấy như nào đâu. Lạnh lùng và vô tình hơn trước. Cô ấy có thể bỏ rơi Tây Tây ngay từ khi chào đời. Rất có thể cô ấy sẽ rời đi một lần nữa. Tôi không muốn thấy Tây Tây bị tổn thương thêm lần nào nữa. Hãy điều tra cho tôi. Vâng. Mẹ. Chúng ta nên làm gì đây? Con bé bắt đầu ốm từ chiều, bây giờ đang sốt cao. Nếu gọi điện cho anh Hắc, tôi nhất định sẽ bị mắng. Con gái, mẹ ơi, tại sao mẹ không muốn con nữa? Tại sao? Mẹ không cần Tây Tây nữa sao? Mẹ không bỏ rơi con nữa đâu. Con nhớ mẹ lắm. Mẹ cũng nhớ con. Vậy tại sao mẹ lại không muốn con nữa? Mẹ đang trong tình cảnh khó khăn. Mẹ xin lỗi. Mẹ không yêu con. Mẹ đã bỏ rơi con. Không phải vậy đâu Tây Tây. Bây giờ cô đã hài lòng chưa? Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng... Đứa trẻ không thể qua khỏi. Tây Tây, đừng mà Tây Tây. Tây Tây, không muốn... Tây Tây. Mẹ. Mẹ đang nằm mơ sao? Đúng vậy, mẹ vừa nằm mơ. Mẹ mơ thấy em gái của con còn có em gái nữa sao? Em ấy đang ở đâu vậy? Em ấy đang ở cùng với bố sao? Em ấy, có lẽ em ấy chính là em gái của mình. Chúng ta trở lại để tìm em gái của con phải không? Chuyện gì vậy? Tây Tây bị sốt và đang phải nhập viện tại bệnh viện Hải Thành. Tôi sẽ đến ngay. Mẹ, em gái con bị ốm phải không? Con cũng muốn đi thăm em gái nữa. Mộ Mộ ngoan, chờ mẹ giải quyết xong mọi chuyện, sau đó mẹ sẽ đưa con đến gặp em gái, được không? Vậy mẹ cứ đi đi. Con có thể ở nhà một mình. Con ở nhà ngoan nhé. Mẹ vẫn cứ nghĩ mình là trẻ con sao? Nếu không muốn đưa mình đi cùng, mình sẽ tự đi đến đó. Tây Tây, Tây Tây. Anh Hắc, bác sĩ Lý. Bác sĩ phải cứu Tây Tây, phải cứu sống con bé. Anh Hắc, anh đừng lo lắng. Cậu đã thông báo cho Hạ Vạn Thanh chưa?
Anh Hắc, đã có người thông báo cho cô Giang biết. Thế nào rồi bác sĩ? Anh Hắc, anh đừng lo lắng, tiểu thư hiện đã an toàn. Chúng tôi đã dành một khu VIP cho tiểu thư rồi ạ. Tốt, cảm ơn anh đã làm việc rất chu đáo. Phu nhân, Hạ Vạn Thành. Cuối cùng em vẫn không thể buông bỏ được con bé, phải không? Anh Hắc, anh tới rồi sao? Hạ Tiểu Nghi, tại sao em lại ở đây? Em đến để lấy thuốc cho Hắc Diên Tự. Em đi ngang qua phòng bệnh của Tây Tây nên mới vào xem thử. Con bé không sao đâu, em có thể rời đi được rồi. Anh Hắc, em biết là anh vẫn tức giận về việc thiết kế nhẫn cưới. Chỉ cần anh đính hôn với em sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Anh sẽ cưới em, nhưng người thiết kế nhẫn cưới chỉ có cô ấy mới đủ tiêu chuẩn. Anh Hắc, em biết anh yêu em mà. Anh sẽ không bao giờ để em tổn thương mà. Được rồi, Tây Tây cần nghỉ ngơi, em hãy đi đi. Được rồi, vậy anh cũng hãy giữ gìn sức khỏe. Giang Thế Sơ còn chưa đến đây sao? Cậu không thông báo cho họ à? Tôi đã thông báo rồi, lúc đó cô ấy khá hoảng loạn, có lẽ cần thêm thời gian, chắc chắn cô ấy sẽ đến. Vậy à? Tôi cho cô ấy chưa đủ thời gian sao? Đã 4 năm rồi. Liệu cô ấy có thể thay đổi và đến xin lỗi tôi không? Tây Tây, Tây Tây, con tỉnh rồi. Hồ Linh Tư. Chỉ cần em trở thành phu nhân nhà Hắc, con bé này sẽ chết trong tay em sớm thôi. Vừa rồi, anh thông báo cho em kịp thời như vậy. Em định làm gì để cảm ơn anh đây? Sao anh vội vàng vậy? Chỉ cần con bé đó chết một cách vô tình dưới con dao mổ của anh, lúc đó em sẽ thuộc về anh. Thưa cô đứng đây làm gì vậy ạ? Vừa có người ở cửa sao? Dạ vâng, đó là một cô gái xinh đẹp. Cô ta đi đâu rồi? Chắc chỉ là ảo giác thôi. Tại sao cô ấy vẫn chưa rời đi? Cậu hãy kiểm tra cho tôi. Hạ Tiểu Nghi đến bệnh viện để làm gì? Dạ vâng. Mụ mụ, tại sao con lại ở đây? Mẹ không muốn gặp em gái mình sao? Con có cách giúp mẹ rồi. Mẹ, mặc dù con không biết chuyện giữa mẹ và cô kia ra sao, nhưng con tin mẹ. Con sẽ luôn đứng về phía mẹ. Cảm ơn con, mộ mộ. Mẹ ơi, đến lúc chúng ta phải đi rồi. Em gái vẫn đang đợi mình đến đó. Được, vậy thì mộ mộ ngoan ngoãn đợi mẹ ở đây nhé. Mẹ sẽ quay lại sớm, được chứ? Dạ được ạ. Hạ Mạc Tiếu, mình đã lớn rồi mà. Không sao, không sao. Xin lỗi con, Tây Tây, là mẹ không đủ khả năng. Xin đừng trách mẹ, được không? Chỉ cần Hồ Linh Tư chết bất ngờ, dưới lưỡi dao mổ của anh. Tây Tây, đừng lo. Mẹ sẽ không để bất cứ ai có thể làm tổn thương con được đâu. Mẹ đừng đi. Tây Tây, hãy ngủ ngoan nhé. Cảm ơn cô rất nhiều, sao cô lại đến đây vào đêm khuya thế này? Nếu không có việc gì, cô có thể rời đi được rồi. Anh Hắc, cô ấy rõ ràng là Vạn Thành. Tại sao anh lại để cô ấy rời đi như vậy được? Cô ấy không thể rời đi được đâu, chỉ cần Tây Tây vẫn ở bên cạnh tôi. Nhưng mặc dù chúng tôi đã xa nhau 4 năm, nhưng tôi vẫn có chút niềm tin vào điều này. Hãy thông báo cho bác sĩ tiếp tục công việc, còn những chuyện khác tôi sẽ lo sau. Vâng. Tây Tây, gia đình ba người chúng ta sắp được đoàn tụ rồi. Mẹ đã trở về rồi sao? Mộ mộ, nếu mẹ muốn ở lại chăm sóc em gái, con sẽ ủng hộ mẹ chứ? Tất nhiên rồi,
Nếu mẹ thấy nhớ em gái, con sẽ đến mang em gái về cho mẹ. Mụ mụ, lúc nào con cũng làm những điều khiến mẹ hạnh phúc. Nếu không tin, mẹ cứ cho con đi đi. Được rồi, chúng ta đi. Cô định làm độc tôn tại nhà Hắc sao? Và cô còn khiến Hồ Diễm mất đi đôi chân. Ước gì tôi có thể cắt cô thành từng mảnh. Cô có nghĩ anh ấy sẽ đến cứu cô không? Sự thật là cô chẳng là gì đối với anh ấy cả. Bởi vì bây giờ ai cũng nghĩ cô chính là người gây ra những chuyện đó. Cô nghĩ mình sẽ trốn được sao? Tôi sẽ đánh chết cô. Đồ vô ơn. Đây là kết quả của việc dám thách thức tôi. Chỉ cần Hồ Linh Tư chết bất ngờ dưới con dao mổ của anh là được. Lúc đó em sẽ thuộc về anh. Hạ Tiểu Nghi, lần này tôi sẽ cho cô nếm trải cảm giác sống không bằng chết. Wow, làm sao? Đúng là con gái, cứ thích làm mọi chuyện ầm ĩ lên thôi. Này Mộ Mộ, không phải mẹ của con rất đẹp hay sao? Sao cô nói điều hiển nhiên vậy ạ? Ngày nào mà mẹ con chả đẹp. Đúng là con trai khéo miệng thật mà, cô xin chịu thua con rồi đấy. Alo. Lúc 3 giờ chiều hôm nay tại nhà hàng Phiêu Y Y, tôi muốn bản vẽ thiết kế mới nhất. Bản vẽ mới nhất lúc 3 giờ chiều? Tại sao? Lúc 3 giờ chiều hôm nay tôi sẽ dạy con gái chơi đàn. Lúc đó tôi có thời gian. Nếu cô không thể đến thì có lẽ phải chuyển sang tuần sau. Tôi sẽ đến. Tôi ra ngoài một chút. Hạ Vạn Thanh, đã phi lao thì phải theo lao thôi. Có đôi chút ngượng ngùng, nhưng mà dù chỉ tiến từng bước, mẹ cũng muốn gần gũi với con hơn. Tôi là Giản Thời Niệm, giám đốc thiết kế chính của ST. Giản tiểu thư thật là thay đổi nhiều quá. Bộ trang phục này thực sự rất hợp với cô. Anh Hứa cứ nói quá. Lần này tôi đến để tìm hiểu lý do tại sao bản thiết kế của tôi luôn bị trả lại. Vậy sao? Cô Giản đã kết hôn chưa? Hoặc cô Giản có bạn trai chưa? Tại sao? Anh Hứa, anh có ý định giải quyết vấn đề cá nhân của tôi sao? Nếu tôi thật sự có ý định đó, cô Giản có dám không? Tôi không quan tâm đến những người đàn ông yếu đuối như Tổng Hứa đâu. Thực sự không quan tâm cô. Anh Hứa mang chiếc nhẫn cưới đi khắp nơi như này, liệu anh không sợ một ngày nào đó chiếc nhẫn này sẽ bị người khác đánh cắp sao? Nếu Giản tiểu thư thích, không sao cả. Tôi có thể tặng cô một cái. Tôi không dám nhận nhẫn do anh Hắc tặng. Không nhất thiết phải là một chiếc nhẫn đính hôn. Có thể là một chiếc khóa cơ. Dường như trong những năm qua, cô đều học những thứ không nên học. Tôi không hiểu anh Hứa đang nói gì. Cái gì? Tây Tây bị khó thở sao? Tôi sẽ đến ngay. Tiểu thư, không phải cô ấy đã hoàn toàn bình phục rồi sao? Tôi biết, nhưng tôi muốn nhiều người biết hơn. Cô chủ, anh Hứa đã trở về. Này, con nhìn đi, bố đã trở về rồi này. Bố, mẹ đâu rồi? Mẹ không về với con sao? Tây Tây nhớ mẹ sao? Tây Tây, con đi chơi một mình trước đi. Dì muốn nói chuyện với bố của con một chút, được không? Dì Tiểu Nghi, sao mồm dì thúi vậy ạ? Con đang nói cái gì vậy? Đó là do dì chưa đánh răng đó. Con, được rồi Tây Tây, hãy đi chơi đi. Nhưng mẹ đã ra khỏi bệnh viện chưa ạ? Dì Tiểu Nghi, lần sau nhớ hãy đánh răng nhé. Suốt ngày chỉ biết nói về mẹ mày. Đúng là phát chán mà, sớm muộn tao cũng sẽ giết mày thôi. Tấn Sinh, còn một tháng nữa là đến ngày cưới của chúng ta. Chuyện thiết kế nhẫn đính hôn thế nào rồi? Giản Thời Niệm đã đồng ý tiếp tục thiết kế. Thật vậy sao? Anh đã thực sự đi tìm cô ấy vì em sao? Khi gặp cô ấy, chắc chắn em sẽ bị sốc. Đó có phải là một bất ngờ đối với em không? Nói chung là vậy. Con không muốn gì ấy làm mẹ của Tây Tây đâu. Tây Tây đã có mẹ rồi. Cô ấy không phải mẹ của Tây Tây đâu. Thật sao? Bố có bao giờ nói dối con đâu. Nếu cô ấy dám làm mẹ của Tây Tây, Tây Tây sẽ cùng với bối bối của mình rời khỏi căn nhà này. Được rồi, con hãy tự mình đi chơi đi nhé. Anh Hắc, xe của phu nhân đã đến, đậu ngay trước cổng rồi ạ. Hạ Vạn Thanh à, lần này cô sẽ không thể chạy trốn được đâu.
Bagio mình là người không liên quan gì đến họ. Mình chỉ là một nhà thiết kế thôi, đến nhà họ là chuyện bình thường mà. Không được, mình không thể để nhiều người biết hơn chuyện mình đã trở lại. Có nên đi không? Đồ ngốc này! Vẫn còn bối rối khi vào nhà riêng của mình sao? Phu nhân, xin đừng giận. Chắc chắn anh Hứa vẫn còn yêu phu nhân, họ chỉ đang tìm kiếm nhà thiết kế cho chị thôi. Anh cảnh báo em, anh có thể có nhiều vợ. Nhưng mẹ của Tây Tây thì chỉ có một thôi. Nếu em còn dám có ý định làm tổn thương Tây Tây một lần nữa, anh sẽ không để em được yên ổn đâu. Hắc Tấn Sinh, những điều anh làm cho Tây Tây, tôi thấy không chỉ là quan tâm con bé, mà anh vẫn còn quan tâm đến Hạ Vạn Thanh, phải không? Hạ Vạn Thanh, cô còn sống sao? Thưa cô, tôi không hiểu cô đang nói gì cả. Đừng giả vờ nữa, Hạ Vạn Thanh, cô đừng nghĩ tôi không biết cô là ai. Tôi thực sự không biết. Cô Hạ Vạn Thanh mà cô đang nói đến là ai? Tôi là nhà thiết kế nhẫn cưới cho anh Hắc, Giản Thời Niệm. Còn cô là, cô chính là Hạ Vạn Thanh, cô đến đây để cướp Hắc Tấn Sinh khỏi tay tôi đúng không? Tôi là Giản Thời Niệm. Đừng giả vờ với tôi nói để cho cô biết. Tôi và Hắc Tấn Sinh còn một tháng nữa sẽ tổ chức đám cưới. Không còn cơ hội cho cô đâu, kẻ giết người. Hóa ra cô là vợ sắp cưới của anh Hắc, cô là Hạ Tiểu Nghi. Nếu mà cô yêu anh Hắc đến vậy, hãy bảo vệ anh ấy thật kỹ càng đi. Đừng có đi cắn người như chó điên vậy, nó chỉ làm cho đàn ông cảm thấy mất hứng thôi. Đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi nữa. Nếu cô nói cô là nhà thiết kế, vậy thì hãy bàn giao bản thiết kế ra đây. Cô đã thấy rõ chưa? Thái độ của cô Hạ với tất cả phụ nữ xung quanh anh Hứa đều như vậy sao? Là vì cô không tự tin vào bản thân mình sao? Hay là vì không tự tin vào anh Hứa? Nhưng tôi nghĩ, anh Hứa là một người rất trung thủy đó. Cô thực sự là Giản Thời Niệm sao? Có vẻ như người phụ nữ bên cạnh anh Hứa cũng tầm thường quá. Hắc Tấn Sinh, anh vẫn còn yêu Hạ Vạn Thanh đến mức như vậy sao? Chỉ vì cô ấy giống vợ cũ của anh thôi. Cô thật sự rất giống vợ cũ của tôi. Không ngờ lần đầu khi gặp nhau, tôi đã nhận sai người. Nhưng cô ấy đã qua đời. Cô ấy là một cô gái xấu xí. Vào mùa gặt, cô ấy có mùi nước mía. Khi mùi nước mía bốc lên, nhìn cô ấy giống như một con hổ cái vậy. Anh Hắc, dù gì thì cô ấy cũng đã qua đời. Chắc là anh cũng chỉ đang nói đùa thôi phải không? Sao cô biết tôi nói đùa? Liệu có phải nói về cô không? Mẹ ơi, mẹ đẹp quá. Cuối cùng mẹ cũng đến gặp con rồi. Trông mẹ giống công chúa trong chuyện quá. Giống như Bạch Tuyết vậy. Còn bố là một chàng hoàng tử. Cháu gái, cô không phải là mẹ của cháu. Cháu có thích Bạch Tuyết không? Dạ có. Đấy không phải là mẹ của con đâu. Con không quan tâm, con không quan tâm, con không quan tâm. Con chỉ muốn cô ấy làm mẹ của con thôi. Không được, Tây Tây, mẹ là mẹ của con. Thả con ra, gì là mụ phù thủy. Hạ Tiểu Nghi, hãy buông Tây Tây ra. Nhẫn cưới của tôi không cần cô thiết kế nữa, cô có thể đi. Được, bố, mẹ sắp đi rồi, bố nói điều gì đi. Tây Tây, cô ấy không phải là mẹ của con, cô ấy là kẻ giả mạo. Con không quan tâm, con không quan tâm, cô ấy là mẹ của con. Cô Giản, đó chỉ là trò đùa của một đứa trẻ thôi. Có vẻ như sự hiện diện của tôi đã gây ra nhiều hiểu lầm cho cả hai người. Tôi sẽ sắp xếp lại hợp đồng và sẽ phản hồi cho hai người càng sớm càng tốt. Sao gì lại đánh mẹ con? Hãy ngăn con bé lại đi. Tây Tây. Được rồi Tây Tây. Dì dám bắt nạt mẹ của con. Sống với dì ấy con cảm thấy buồn lắm. Mẹ có thể đưa con về nhà không? Bố không thể quyết định được điều này đâu. Cái này con phải hỏi cô ấy. Mẹ ơi! Mẹ có thể đưa con về nhà được không? Tây Tây, cô còn có việc bận phải làm. Hôm khác cô đưa cháu đi chơi được không? Mẹ! Mẹ ơi! Tây Tây!
con không muốn dì làm mẹ của con đâu. Tấn Sinh, em đã làm rất nhiều điều cho Tây Tây. Dù con bé không chấp nhận em, con bé cũng không nên đối xử với em như vậy chứ. Việc kết hôn với em là chuyện riêng của anh. Em không cần phải làm hài lòng Tây Tây. Tây Tây cũng sẽ không nhận em là mẹ đâu. Hắc Tấn Sinh, anh đi quá xa rồi đó. Năm đó, chuyện về chân của em gái anh, cô ấy bị thành ra như vậy là do ai gây ra? Đủ rồi. Tấn Sinh, Hạ Vạn Thanh đã qua đời rồi. Cô ấy chỉ giống Vạn Thanh về ngoại hình thôi. Hạ Vạn Thanh, đó có thực sự là em không? Cô điên rồi sao? Đừng nghĩ rằng tôi không biết kế hoạch của cô là gì. Tôi nói cho cô biết, Hắc Tấn Sinh là của tôi. Phu nhân Hắc, chỉ có thể là tôi. Theo như tôi biết, cô và anh Hắc vẫn chưa kết hôn phải không? Cô muốn làm gì? Tôi nghĩ, tôi biết ý nghĩ của cô không sạch sẽ gì đâu. Nếu cô có bệnh thì hãy vào bệnh viện tâm thần, đừng có ra ngoài cắn người khác nữa. Cẩn thận mọi người nghĩ cô là chó điên, rồi lại bị người khác đánh oan. Cô dám đánh tôi sao? Tôi đánh cô đấy thì sao? Cô chỉ là kẻ lừa đảo, có vẻ bề ngoài giống vợ cũ anh Hắc, rồi được đứa trẻ gọi cô là mẹ. Tôi nói cho cô biết, tôi đã làm rất nhiều chuyện tốt cho gia đình Hắc. Hắc Tấn Sinh chắc chắn sẽ cưới tôi. Có vẻ như gia đình Hắc đối xử không tốt với cô lắm nhỉ, nên cô mới lo sợ như vậy. Không lẽ, trái tim của anh Hắc không chỉ thuộc về cô đâu. Hãy cẩn thận. Giản Thời Niệm, cô hãy chờ đây. Phong cách của Giản Thời Niệm rất giống với Vạn Thanh. Anh Hắc, anh có nghi ngờ không? Tôi không bao giờ nghi ngờ. Tôi chỉ muốn biết lần này, cô ấy đã trải qua những gì ở nước ngoài? Điều gì khiến cô ấy trở nên mạnh mẽ đến vậy? Anh có lo lắng cho cô ấy không? Lắm lời quá, mau đi đi. Vâng. Vạn Thanh, lần này, em sẽ cho tôi một giải thích hợp lý. Hay là em sẽ lừa dối anh thêm một lần nữa? Mộ Mộ, lần này anh sẽ đánh bại em. Con đang trò chuyện với ai vậy? Đó là bí mật ạ. Mẹ ơi, khi nào chúng ta sẽ đón em gái về đây ạ? Chờ cho đến khi mẹ đủ mạnh mẽ, lúc đó chúng ta có thể đón em gái qua. Tây Tây chính là huyết mạch của anh Hắc, phu nhân. Để xem lần này, anh có thể thoát khỏi tay tôi được nữa không? Bố, bố không thích Tây Tây nữa rồi sao? Làm sao có thể thế được? Tây Tây ngoan ngoãn, đáng yêu và hiểu chuyện. Mọi người đều yêu quý Tây Tây. Bố đang nói dối, bố lừa con. Vậy tại sao mẹ lại không thích Tây Tây? Tây Tây, Triệu Thần, sắp xếp xe đến bệnh viện ngay. Phu nhân, thuốc bị Triệu Thần lấy đi mất rồi. Mọ Mộ dậy ăn sáng nào. Cậu bé lười biếng mau thức dậy nào. Dậy đi nào. Mộ Mộ, tại sao con lại nóng quá vậy? Không thể như vậy được, phải đến bệnh viện Nagi thôi. Phu nhân, wow, anh đẹp trai quá, anh giống bố quá, em muốn chơi cùng anh có được không? Đúng là cô ấy. Bác sĩ, tôi đây, tôi là bác sĩ chịu trách nhiệm của cô ấy. Ở đây, bác sĩ, Hồ Tổng, anh đến đây nhanh lên. Bác sĩ, hãy kiểm tra giúp tôi, con trai tôi đang bị sốt. Theo tôi. Liệu năm đó, phu nhân đã sinh ra một cặp song sinh sao? Hồ Tổng, anh vui lòng đợi bên ngoài một chút. Anh Hồ, gói thuốc vừa rồi, chuyện đó là như thế nào?
Cậu có nghĩ rằng là ai đó đã đánh thuốc Tây Tây không? Tôi không chắc chắn. Người bảo mẫu đó, cô ấy đã nuôi dưỡng Tây Tây từ nhỏ, không thể nào làm thế được. Hồ Tổng, anh từng dạy tôi. Chúng ta nên quan tâm đến vấn đề chứ không phải là con người. Tôi nghĩ chúng ta nên kiểm tra để chắc chắn. Tôi cũng đã dạy anh, đừng nghi ngờ người mà không cần thiết. Người tôi tin nhất chính là cậu. Bác sĩ Lý, hãy giúp tôi kiểm tra cái này. Vâng. Con cáo nhỏ, anh không thể chờ lâu hơn được nữa. Có phải em sợ anh sẽ tiết lộ điều này đúng không? Hồ Linh Tư vẫn còn ở đó. Ôi! Đừng lo, anh đã cho con bé uống thuốc ngủ rồi. Chắc chắn một lúc, con bé sẽ không tỉnh dậy được đâu. Thuốc ngủ. Anh không sợ bị người khác phát hiện à? Không sao, không sao. Anh là chuyên gia trong việc này. Cậu có gì muốn nói thì cứ nói đi. Hình như tôi vừa thấy phu nhân. Hạ Vạn Thanh. Trong tay cô ấy, làm sao? Cô ấy bị bệnh sao? Không, cô ấy đang ôm một bé trai trong tay. Một bé trai sao? Làm sao cô ấy có thể có con được chứ? Vậy ý cậu đang muốn nói với tôi, cô ấy đã kết hôn và có con rồi phải không? Có thể, tôi sẽ điều tra rõ hơn, rồi sau đó tôi sẽ thông báo cho anh, có thể là tôi đã nhìn lầm. Tôi nói với cậu, Triệu Thần, không dễ gì mà Hạ Vạn Thanh quay về bên tôi sẽ không cho phép bất kỳ ai đưa cô ấy rời xa tôi. Vâng. Như thế này, bây giờ hãy đi tìm Hạ Vạn Thanh cho tôi. À không, gọi điện cho cô ấy ngay lập tức, không được chậm trễ. Nhanh lên. Vâng. Không thể, vợ ạ, anh không thể bỏ bệnh nhân cấp cứu được. Anh yêu em nhất mà vợ. Mộ Mộ, mẹ xin lỗi. Tất cả đều là lỗi của mẹ, là mẹ không tốt. Mẹ, đó là do Momo đã không chăm sóc tốt cho bản thân. Mẹ mới là người nên chăm sóc con. Nhưng vì... Mẹ đừng khóc nữa, con không thích nhìn thấy mẹ khóc đâu. Mẹ, con biết mẹ làm tất cả điều này là vì em gái. Mẹ biết rồi, mẹ không nên vì em gái mà phớt lờ con như vậy, mẹ xin lỗi. Mẹ, từ khi bé, em gái đã không có được sự yêu thương của mẹ, chắc chắn là rất cô đơn. Mộ Mộ đã chiếm giữ mẹ trong thời gian dài như vậy rồi, mẹ nên dành nhiều thời gian cho em gái thì hơn. Mộ Mộ chắc cũng nhớ bố lắm phải không? Mẹ đã nói, sự yêu thương là từ cả hai phía. Vậy không biết, bố có nhớ mình không nhỉ? Hồ Tổng, bác sĩ đã ra khỏi phòng. Tiểu thư bị sốt cao do viêm phổi, nhưng bây giờ tiểu thư đã hạ sốt, tiểu thư sẽ sớm tỉnh lại thôi. Tôi hiểu rồi, cậu hãy về trước đi. Gọi bảo mẫu đến đây cho tôi. Vâng. Cậu bé, cháu không sao chứ? Cháu ổn ạ. Cậu bé, tại sao cháu lại ở đây một mình? Gia đình của cháu đâu rồi? Có cần chú đưa cháu đi tìm họ không? Cháu không phải là một đứa trẻ, cháu đã 4 tuổi rồi. Cháu thực sự không cần sự giúp đỡ của chú sao? Nếu cần sự giúp đỡ, hãy gọi cảnh sát. Mẹ cháu đã nói vậy. Cậu bé thông minh. Cháu nói chuyện giỏi quá. Được rồi, vậy thì giữ an toàn nhé. À, đúng rồi, chú có thể đi cùng cháu vào nhà vệ sinh được không? Được thôi, chúng ta đã thỏa thuận, cháu không sợ ma, cháu chỉ sợ đèn tắt. Nếu tự nhiên đèn tắt đi, cháu không thể nhìn thấy gì. Đúng, cháu là một người đàn ông, cháu không sợ chút nào. Chú đừng nói điều đó. Chúng ta đi thôi. Bố ơi, bố ơi.
cháu thực không cần chú đưa đi tìm gia đình sao? Cháu không cần. Được rồi, vậy thì cháu cẩn thận nhé. Những bậc cha mẹ này đúng thật là vô trách nhiệm mà. Cậu đang làm gì thế, anh trai? Em đang tìm nước uống. Cậu gọi tôi là anh trai sao? Chúng ta không phải đã trở thành bạn rồi sao? Tôi không biết tên của cậu, nên tôi gọi cậu là anh trai. Tôi sẽ dẫn cậu đi tìm nước uống. Mộ Mộ, Mộ Mộ. Hạ Vạn Thanh, cô đừng quên. Tây Tây vẫn đang ở trong nhà của Hồ gia, chỉ cần tôi muốn, con bé có thể ra đi bất cứ lúc nào. Hoa Diên đã bắt đầu hành động rồi sao? Tây Tây, Tây Tây, con đang ở đâu thế? Hãy ở nguyên chỗ đó, bố sẽ đến tìm con ngay lập tức. Bố chuẩn bị đến tìm tôi rồi. Cậu có muốn đi cùng tôi không? Đi gặp bố của tôi. Bố tôi trông rất giống cậu. Không cần đâu, hãy đi tìm bố của cậu nhanh thôi. Chúng ta đi thôi, mẹ sẽ quay lại với chúng ta sớm thôi. Mẹ sẽ đến thăm tôi, tất nhiên là mẹ đến tìm tôi rồi. Nếu cậu muốn gặp mẹ, hãy đi với tôi. Hãy đi với tôi nào. Cháu bé, cháu ổn chứ? Thả cháu xuống. Mẹ. Mẹ, mẹ biết Tây Tây bị bệnh đúng không? Mẹ đến đây để thăm Tây Tây đúng không? Tây Tây ngoan, Tây Tây đã khỏe hơn chưa? Dạ rồi, con cũng đã gặp anh trai. Đừng chạm vào cô ấy, cô là ai mà dám làm vậy? Đừng chạm vào tiểu thư của chúng tôi, buông cháu ra. Mẹ, đi thôi, buông cháu xuống. Mộ Mộ. Tây Tây có nói, mẹ muốn quay lại với cô ấy. Mẹ ơi, mẹ không cần con nữa phải không? Làm sao mẹ lại không cần con được chứ? Mộ Mộ ngoan, mẹ sẽ luôn ở bên cạnh con, không bao giờ rời xa con. Mẹ à, vậy còn việc mang bố và Tây Tây trở lại với chúng ta thì sao? Mộ Mộ, mẹ biết Tây Tây là em gái của con, nhưng nó thật sự rất khó, chẳng có gì khó khăn cả. Mộ Mộ, mẹ đừng lo lắng, con sẽ giải quyết chuyện này. Mộ Mộ, nhưng mẹ không thể để bố phát hiện ra sự tồn tại của con. Mẹ, đi thôi. Tây Tây. Tây Tây, con đã đi đâu vậy? Con làm bố sợ lắm đấy biết không? Con vừa đi lấy nước và còn gặp anh ấy. Anh trai rất giống bố. Anh trai sao? Trông anh ấy giống bố sao? Đúng vậy, anh ấy trông rất giống bố đấy. Tôi đang nghĩ liệu có thể. Lúc đó, bà đã mang thai đôi. Không, bà ấy ôm một em bé trai. Cô hãy đưa Tây Tây về nhà trước đi. Dạ, bố định đi đâu vậy? Tây Tây ngoan, bố sẽ đi đón mẹ và anh trai về nhà. Yê. Tây Tây còn có anh trai nữa sao? Có vẻ như mình cần nói điều này cho bà chủ biết. Không thể để tên khốn đó vào nhà mình được. Về nhà thôi. Cô là ai? Bây giờ, cậu đã thay đổi theo phong cách này rồi sao? Dì, dì đến thăm con sao? Đúng vậy, cháu có thấy bất ngờ không? Rất bất ngờ phải không? Cậu làm tôi sợ phát khiếp đấy. Cậu vẫn thấy thú vị sao? Cậu vẫn chưa nghe tin đồn về Hạ Vạn Thanh sao? Tin đồn về sự sống lại của cô ấy. Vì vậy tôi đến đấy để xem. Kể cho tôi biết có chuyện gì xảy ra vậy. Tôi đã thấy Hạ Nghi. Dường như tin tức đã đưa cô ta đồn đi. Cô ấy còn đe dọa sẽ làm hại Tây Tây. Cậu đừng lo, cô ta chắc chắn sẽ không dám làm gì Tây Tây đâu. Nhưng tối nay Tây Tây đã phải nhập viện. Mẹ ơi, không phải mẹ định mang Tây Tây về đây sao? Cậu định bắt Tây Tây về đây sao? Cậu điên rồi. Cậu định bắt cóc Tây Tây. Tây Tây là cả mạng sống của Hồ Khiêm Thanh, anh ấy chắc chắn sẽ... Ai vậy? Đem Mộ Mộ trốn đi, nhanh lên. Hạ Vạn Thanh. Cô là nhà thiết kế giả mạo, dám phá hoại hạnh phúc của người khác,
cô đúng là vô liêm sỉ. Đồ vô liêm sỉ, cô là đồ giả dối, cô là nhà thiết kế sao? Vậy mà lại quyến rũ chồng của người khác, làm kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình, cô có thấy xấu hổ không? Có phải tất cả các bản thiết kế của cô đều là ăn cắp đúng không? Có phải cô đã được trả tiền để mang thai phải không? Làm những điều đó, cô không sợ bị đánh đập hoặc bị trả thù sao? Có người nói rằng cô từng làm công việc gái gọi, có đúng là như vậy không? Cô Giản Thời Niệm là thiết kế trưởng của công ty sưu tầm. Cô ấy là người đồng sáng lập ra các sản phẩm thiết kế nổi tiếng. Tư duy thiết kế của cô ấy không thể bị phê phán bởi những kẻ ngu dốt như mấy người được. Anh nghĩ mình là ai? Sao anh dám lên tiếng ở đây chứ? Anh không thấy xấu hổ sao? Tôi là Steven. Đó là Steven sao? Steven, nhà thiết kế hàng đầu thế giới. Sự việc ngày hôm nay, không có ai ở đây có thể trốn thoát. Chúng tôi được Hồ Khiêm Thanh ra lệnh làm như vậy, không liên quan gì đến chúng tôi. Mau đi nhanh thôi. Cậu là ai? Thả cô ấy ra. Steven, tổng giám đốc công ty sưu tầm. Anh là ai vậy? Bố của con cô ấy. Tôi hỏi cô. Vào năm đó, có phải cô đã mang thai đôi phải không? Anh Hồ. Tôi nói lại một lần nữa, tôi tên là Giản Thời Niệm. Trước đây, tôi hoàn toàn không quen biết anh. Và còn nữa, tôi hoàn toàn không sinh ra bất kỳ đứa trẻ nào. Anh có biết không, cách anh đối xử như vậy, những câu nói xúc phạm sẽ khiến một người phụ nữ tổn thương đến mức nào không? Hạ Vạn Thanh. Cô thực sự là một người mẹ ích kỷ nhất mà tôi từng gặp. Cô đã tự ý quyết định số phận của hai đứa trẻ mà không hề nghĩ đến chúng. Cô đã chia rẽ hai đứa trẻ, đến bây giờ cô nhìn chúng đi. Chúng đã thiếu vắng tình cha và mẹ từ khi còn bé. Hạ Vạn Thanh. Lần này, tôi sẽ không để cô đi đâu hết. Anh Hồ. Xin anh hãy tôn trọng nhân viên của tôi. Nhân viên sao? Có ông chủ nào lại đến nhà nhân viên lúc nửa đêm không? Đó là do tôi nghe được. Có người muốn làm tổn thương nhân viên của tôi. Anh Hồ, anh cũng ở đây mà. Anh ở đây làm gì vậy? Hai người đã gây rắc rối đủ chưa? Đây là nhà của tôi, đừng làm ồn. Hạ Vạn Thanh, trước khi tôi gặp được con trai của mình, tôi sẽ không để cô rời đi đâu cả. Hạ Vạn Thanh, Tây Tây bị nhiễm trùng đường hô hấp, tình trạng bây giờ đang rất nghiêm trọng, con bé bây giờ cứ khóc đòi gặp mẹ. Hãy làm mẹ của Tây Tây một lần thôi, được không? Anh Hồ, xin lỗi anh, Steven, lần này tôi phải đi cùng anh ấy. Hạ Vạn Thanh, cô vẫn còn thù hận tôi đến vậy sao? Đến mức phải cướp đi quyền làm cha của tôi. Anh Hồ, hôm nay tôi đi cùng anh cũng chỉ vì tôi thương Tây Tây, tôi hy vọng anh hiểu rõ. Về danh tính của tôi cũng hy vọng anh Hồ có thể hiểu được. Được thôi. Sắp xếp cho tôi một căn phòng, dọn dẹp sạch sẽ, dù chỉ là một con kiến cũng đừng để lọt vào. Vâng. Có lẽ cậu nói đúng. Có thể lúc đó Hạ Vạn Thanh đã mang thai đôi. Và có vẻ đứa bé vẫn ở bên cạnh cô ấy. Kể từ bây giờ, gia đình chúng ta sẽ được đoàn tụ. Chú Steven. Mộ Mộ. Anh là ai vậy? Vạn Thanh đâu rồi? Mộ Mộ, đây là ai vậy? Đây là bố con, người mà con đã tìm cho mẹ. Hả? Cô đang làm gì thế? Anh Hồ, người phụ nữ này muốn vào phòng của tiểu thư. Sau này, trong ngôi nhà này, cô ấy có thể đi bất kể đâu mà cô ấy muốn. Cô hiểu rồi chứ? Vâng, cô đi lên trước đi. Tối nay cô ngủ lại với con bé nhé. Cảm ơn. Anh dẫn con bé đi đâu vậy? Một nơi mà cô có thể ở cùng con bé. Đợi chút.
Vậy thì anh ngủ ở đâu? Sao vậy? Cô muốn ngủ cùng tôi à? Đúng là thần kinh. Nhìn Tây Tây nhà chúng ta kìa. Thật đáng yêu. Quỷ nhỏ này, con chưa ngủ à? Alo, ông chủ đưa người phụ nữ đó về nhà. Hiện giờ hai người họ đang ngủ với nhau, đừng đánh thức họ dậy. Vâng, ông chủ. Đồ trà xanh, cô dám quyến rũ chồng sắp cưới của người khác, tôi sẽ đánh chết cô. Trời, mẹ thật là tuyệt vời, hãy buông tôi ra. Cô dám cả gan dụ dỗ chồng của chị mình, vậy ai mới là người đáng khinh bỉ đây, hãy buông tôi ra. Vậy là cô đã thừa nhận, cô chính là Hạ Vạn Thanh. Làm sao? Cô có thực sự nghĩ tôi là Hạ Vạn Thanh không? Hay là cô sợ rằng tôi có thể là Hạ Vạn Thanh? Thật đáng tiếc. Tôi không phải là người cô đang cần. Hạ Vạn Nghi, liệu cô đã quên tôi đã nói gì với cô rồi sao? Không phải gì muốn xác minh quan hệ huyết thống sao? Đúng vậy. Nếu gì muốn, hãy làm đi. Cô sẽ không còn nhiều ngày tốt lành như vậy nữa đâu. Thật là không tin vào mắt mình. Cô đã thay đổi rất nhiều. Dường như anh Hồ thật sự rất thích cảm giác mà hai người phụ nữ đố kỵ và ganh đua với nhau vì mình. Làm sao? Cô cảm thấy ghen tị à? Ghen tị? Tại sao tôi phải ghen tị chứ? Ghen tị vì anh chắc chỉ có người phụ nữ khác thôi. Vậy người phụ nữ đó không phải là cô sao? Tôi không nằm trong hạng mục của anh, mà là người khác. Vậy cô là vị hôn phu chưa cưới của tôi sao? Mẹ, có phải mẹ thấy bố đẹp trai nên mẹ đang ngại ngùng phải không? Cô đánh giá cao con mắt của con ấy, nhưng vẫn cần phải cải thiện. Hi hi. Vậy cô hãy cho tôi biết, gu đàn ông hiện tại của cô là như thế nào? Tôi có thể thay đổi để tốt hơn, để cô có thể thích tôi. Tôi đã nói với cô rồi, trước khi cô cho tôi gặp con trai, đừng mơ về việc rời khỏi đây. Con trai của bố, có phải là người con đã gặp? Anh trai đó. Tôi cũng đã nói rồi, thằng bé không phải là con của anh và cô cũng không phải là mẹ của con. Mẹ, đừng tỏ ra không muốn làm mẹ của Tây Tây, cũng đừng tức giận với Tây Tây, được không? Tây Tây đã không có mẹ từ nhỏ. Con rất thích cô, và đấy là lý do con gọi cô là mẹ, và con cũng yêu quý bố, nên mới gọi bố là bố. Con đã nghĩ, cô xin lỗi mà. Cô không có ý làm con buồn, con có thể tha thứ cho cô được không? Tây Tây chỉ muốn ở bên mẹ, con không muốn người khác. Họ gọi con là đứa trẻ không có mẹ.
tất cả bọn họ đều đang nói dối đó. Đừng nghe theo họ. Mẹ không phải là người đã sinh ra con, nhưng mẹ có thể là vợ của bố. Như vậy, con có thể được ở bên cạnh mẹ. Chúng ta sẽ sống chung với nhau. Bố không cần phải khóc mỗi ngày nữa. Mỗi lần nhìn thấy ảnh của mẹ, bố đều khóc. Tây Tây, con thích cô như vậy. Vậy con có muốn đi cùng cô không? Con sẽ sống cùng cô, con sẵn sàng đi theo mẹ. Ý của cô là chúng ta chỉ sống với nhau thôi. Hạ Vạn Thanh, tôi cảnh báo cô. Nếu cô dám cướp Tây Tây khỏi tôi, dù cho tôi có phải đuổi cô đến cùng trời cuối đất, tôi cũng sẽ không để cô rời đi. Tại sao vậy ạ? Sao mẹ không ở đây, cả bố và mẹ ở cùng Tây Tây? Bố ơi! Con thấy những bạn khác đều có cả bố và mẹ. Tại sao Tây Tây chỉ có một? Có phải Tây Tây đã làm sai điều gì không? Tây Tây! Đấy không phải lỗi của con, mà là do lỗi của người khác. Hồ Tấn Sinh! Anh đang định làm gì vậy? Sao cậu đến được đây vậy? Anh đúng là loại dai như đỉa mà. Sao cứ phải làm phiền bạn tôi vậy? Anh không thấy mệt mỏi sao? Anh Hồ, cô Giang sáng nay đã rời ra từ căn phòng đó, bị những người của chúng ta chặn lại nhiều lần, nên đã tức giận. Căn phòng đó sao? Đúng ạ. Cô nói cô không phải là Hạ Vạn Thanh. Nhưng tại sao cô lại thân với người bạn thân của Hạ Vạn Thanh vậy? Không biết cô Giang định giải thích như nào đây? Cô Giang giải thích được không? Làm sao? Tôi kết bạn với ai? Gia đình Hồ nhà anh quan tâm làm gì vậy? Có vẻ như anh quan tâm hơi quá rồi đấy, chứ không phải cô đang nói dối sao? Tôi nói dối điều gì chứ? Cô là người biết rõ nhất mà, cô ấy có phải là Hạ Vạn Thanh hay không, rồi chúng tôi sẽ biết được sớm thôi. Ý anh là gì? Kiểm tra gen, kết quả không biết nói dối. Dừng lại, Hồ Tấn Sinh, anh không có ý định để chúng tôi rời đi đúng không? Tôi đã nói rồi, cho đến khi tôi gặp được con trai, cô ấy không thể rời khỏi nhà Hồ. Được. Vậy thì tôi cũng sẽ không đi. Cô đang sợ tôi sẽ vạch trần sự thật về danh tính thực sự của Hạ Vạn Thanh. Hạ Vạn Thanh đã chết rồi. Được. Vậy thì tôi sẽ kể cho anh nghe tại sao tôi lại làm bạn với tiểu thư Giản. Bởi vì tôi quá nhớ Vạn Thanh. Nhớ đến mức có thể sử dụng một phiên bản giả để đánh lừa chính mình. Anh đã hiểu chưa? Vậy tôi, im đi. 4 năm trước, anh đúng là một tên khốn nạn. Chính anh là người đã mang lại tai họa cho Vạn Thanh. Anh đã đẩy cô ấy đến chỗ chết. Bây giờ anh lại giả vờ yêu thương cô ấy. Anh đúng là tên hai mặt. Đừng nhắc đến chuyện này với tôi nữa. Vậy, anh vẫn còn nghĩ chuyện tai nạn giao thông 4 năm về trước là do Vạn Thanh sắp xếp, đã làm cho Hồ Diễm bị tàn tật. Anh có bao giờ nghĩ đến vụ việc năm đó Vạn Thanh cũng đã bị bỏng nặng ở mặt và người không? Có người phụ nữ nào dám đem vẻ ngoài của mình ra để đánh đổi không? Miễn là cô ấy nói cho tôi nghe, tôi sẽ tin. Chỉ cần cô ấy nói Vạn Thanh đã yêu anh trong 5 năm và hai người đã kết hôn được 4 năm, cô ấy là người như nào? Anh vẫn còn chưa hiểu rõ sao? Nhưng Hồ Diễm đã bị tàn phế chân vì cô ấy. Hồ Tấn Sinh, anh đúng là loại đáng khinh mà. Hạ Vạn Thanh, nếu cô dám bước ra khỏi cửa nhà họ Hồ, đừng bao giờ mơ đến chuyện quay trở lại. Hạ Vạn Thanh, cô định rời đi và bỏ rơi Tây Tây một lần nữa sao? Nếu cô dám tiến thêm một bước nữa, ngày mai tôi sẽ đưa Tây Tây ra nước ngoài. Cô sẽ không bao giờ được gặp lại Tây Tây thêm một lần nào trong đời nữa. Sử dụng con gái của mình làm vật thế thân để đe dọa người khác. Đây là tình yêu của anh sao? Người mà anh đã làm tổn thương. Là ai vậy? Nhanh, đi theo dõi họ. Vâng. Cậu thật sự không sợ anh ấy sẽ đưa Tây Tây ra nước ngoài sao? Anh ta sẽ không dám làm đâu. Bây giờ tôi đang lo lắng. Hạ Vạn Nghi sẽ lấy kết quả xét nghiệm của tôi và Tây Tây để vạch trần tôi. Cậu thật là ngốc. Cậu là ai? Cậu là vợ của Hồ Tấn Sinh, mẹ của Tây Tây. Nếu cô ta muốn chiếm lấy vị trí này của cậu, nếu cô ấy muốn vạch trần cậu, cô ấy thật ngu ngốc, phải. Có lẽ tôi có thể sử dụng bản kiểm tra lần này để hoàn toàn trở thành Giản Thừa Niệm, phải. Tất cả đều phụ thuộc vào quyết định của Hạ Vạn Nghi.